tất cả các bạn video ngày hôm nay sẽ giới thiệu công cụ tô màu lưới, đồng thời một số công cụ để tạo hiệu ứng cho chi tiết. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Đối với những chi tiết cần có sự phối trộn linh động về màu sắc, đặc biệt là các hình được tô dạng 3D, thì kiểu tô màu chuyển sắc trong panel Radiant không có đáp ứng được. Để hỗ trợ tính năng này, đó chính là công cụ Mesh Tool. Công cụ Mesh Tool cung cấp tính năng tô màu lưới. Đây là kiểu tô màu với nhiều thao tác phức tạp, đòi hỏi người sử dụng phải có tính thẩm mỹ cao và mất nhiều thời gian trong thao tác. Tô màu lưới thực chất được hiểu đơn giản là thao tác chia phần nền của chi tiết thành các mảng lưới, bao gồm các hàng và các cột. Thực tế, các hàng và các cột này chính là tập hợp của các điểm neo và đường bát được tạo bởi công cụ Mesh. Tôi sẽ tiến hành vẽ một hình tròn để sử dụng công cụ Mesh Tool. Sau đó tôi nhấp chọn công cụ Mesh Tool. Khi tôi rê chuột đến đường bát của hình tròn sẽ xuất hiện một dấu cộng cho phép tôi tạo các hàng lưới hoặc cột lưới. Nếu như tôi nhấp ngay tại tâm của vòng tròn, lúc này sẽ xuất hiện một điểm neo là giao nhau giữa hàng lưới ngang và cột lưới dọc. Tôi tiếp tục nhấp trên hàng lưới ngang thì sẽ xuất hiện cột lưới. Và tương tự, tôi nhấp trên cột lưới sẽ xuất hiện hàng lưới. Các điểm giao nhau giữa hàng lưới và cột lưới thực chất là các điểm neo. Tôi sử dụng công cụ Direct Selection Tool để điều chỉnh các điểm neo. Nhấp vào điểm neo sẽ xuất hiện các cái thanh cần để điều chỉnh độ cong của các điểm lưới hoặc di chuyển đến vị trí như mong muốn. Giả sử tôi nhấp chọn điểm lưới, sau đó sử dụng công cụ Color để tô màu. Sau khi tô màu, tôi có thể điều chỉnh vùng màu bằng cách điều chỉnh thanh cần hoặc điều chỉnh vị trí của điểm lưới. Tương tự, tôi có thể thực hiện dần với các cái điểm lưới còn lại cho đến khi hết chi tiết. Và bây giờ là một ví dụ khác. Tôi tiến hành vẽ một hình tròn và dùng công cụ Direct Selection Tool điều chỉnh điểm neo phía trên, sau đó chuyển đổi từ dạng nhẵn sang dạng góc. Lúc này tôi có hình một giọt nước. Tôi tiến hành tô màu cho hình giọt nước. Đầu tiên tôi sẽ tô màu nền. Sau đó tôi sử dụng công cụ Mesh Tool để tạo các điểm lưới trên hình giọt nước. Tôi tiến hành tô màu cho các điểm lưới bằng cách nhấp vào điểm lưới, sau đó nhấp chọn màu. Như vậy tôi đã hoàn thành tô hình giọt nước. Và bây giờ là ví dụ tô màu lưới cho quả chuối. Đầu tiên tôi sử dụng công cụ Pen Tool để vẽ hình ảnh quả chuối.
Sau đó tôi tiến hành tô màu nền cho quả chuối. Chọn công cụ Mask Tool và tiến hành tạo các điểm lưới trên quả chuối. Công đoạn này thường mất khá nhiều thời gian, đòi hỏi sự kiên nhẫn của người thực hiện. Để thuận tiện cho thao tác, tôi có sử dụng một số bảng màu đặt sẵn ngoài artboard. Ngoài ra, để tạo các ô chứa các nhóm màu thường xuyên sử dụng, các bạn có thể sử dụng panel swatch hoặc panel color guide đã học ở phần tô màu đơn sắc. Ở đằng sau của phần tô màu lưới quả chuối, tôi sẽ tiến hành tua nhanh đoạn clip. Các thao tác thực hiện tương tự. Ngoài tô màu đơn sắc, tô màu chuyển sắc và tô màu lưới, phần mềm Adobe Illustrator CS6 còn hỗ trợ công cụ tô màu bằng cọ hay tạo hiệu ứng cho chi tiết. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu tô màu cho các khối có hình dạng tự do bằng cọ. Chọn công cụ Blot Brush Tool. Khi nhấp đúp vào công cụ Blot Brush Tool, tại đây sẽ xuất hiện một hộp thoại option có các thông số cho chúng ta điều chỉnh nét cọ. Các thông số điều chỉnh về độ lớn, góc nghiêng, độ dẹp của nét cọ gần giống như tương tự chúng ta điều chỉnh các thông số trong hộp thoại mà chúng ta sử dụng cục gom eraser. Giả sử tôi muốn vẽ một chi tiết giọt nước nằm trên chiếc lá, tôi tiến hành vẽ hình eclipse. Sau đó tôi sử dụng công cụ nét cọ để tạo nên các vùng vẽ tự do trên chi tiết. Tôi có thể tùy ý điều chỉnh kích cỡ của vùng cọ. Sau đó, tôi hoàn toàn có thể sử dụng công cụ Direct Selection Tool để điều chỉnh các điểm neo trên vùng cọ vừa tạo. Và trong quá trình điều chỉnh, tôi linh động sử dụng công cụ Band Tool thêm hoặc xóa bớt các điểm neo bằng các phím tắt cộng hoặc trừ để thêm hoặc xóa điểm neo trên chi tiết. Và cuối cùng, tôi có thể tô màu cho các chi tiết được tạo bằng công cụ Blot Brush Tool vừa rồi.
và hoàn toàn có thể điều chỉnh độ bóng mờ opacity tương thích. Như vậy tôi đã hoàn thành. Ngoài ra, phần mềm Adobe Illustrator CS 6 còn cung cấp cho người dùng rất nhiều hiệu ứng để có thể áp dụng lên chi tiết. Giả sử tôi có một hình tròn và tôi tiến hành sử dụng công cụ Effects, chọn Effect Gallery. Lúc này sẽ xuất hiện một hộp thoại thư viện hiệu ứng Effect Gallery gồm có 47 kiểu hiệu ứng cho chi tiết, và tùy vào yêu cầu và tính chất của chi tiết mà chúng ta có thể áp dụng kiểu hiệu ứng phù hợp. Sau khi đã áp dụng hiệu ứng cho chi tiết, chúng ta có thể tiếp tục áp dụng thêm nhiều hiệu ứng khác cho đến khi thể hiện được chi tiết yêu cầu. Tại đây có rất là nhiều hiệu ứng cho chi tiết, bao gồm hiệu ứng mờ, hiệu ứng làn nhám, hiệu ứng chất liệu, hiệu ứng hình ảnh, vân vân, mà chúng ta cần phải có thời gian để tìm hiểu. Như chúng ta đã biết, trong một số trường hợp, chúng ta cần vẽ các chi tiết mà có độ nhòe từ phần viền đến phần nền. Đó chính là công cụ Blur. Giả sử tôi có một hình tròn, tôi tiến hành chọn Effect Blur, Gaussian Blur, và lúc này sẽ xuất hiện một hộp thoại Gaussian Blur. Tại đây tôi nhấp vào Review để xem trước các hiệu ứng mà tôi đang điều chỉnh. Trên thanh Radius là thanh điều chỉnh độ mờ, và tôi tiến hành kéo trượt trên thanh này để điều chỉnh nguồn mờ ít hay nhiều tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng. Hy vọng rằng sau khi học xong bài này, tất cả các bạn sẽ có thể sử dụng thành thạo công cụ tô màu đơn sắc, tô màu chuyển sắc, tô màu lưới và các công cụ hiệu ứng mà phần mềm Adobe Illustrator CS6 đã cung cấp. Xin chân thành cảm ơn và xin trân trọng kính chào.